Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin tối ngày 4 tháng 7 năm 2017 của kênh truyền hình VTUB. Bản tin tối nay gồm những nội dung đáng chú ý sau. Lỗ nghìn tỷ Đạm Ninh Bình xin chính phủ trả nợ thay. Hà Nội tăng học phí trong năm học mới. Hủy quyết định giám đốc bệnh viện bổ nhiệm con trai bị bệnh động kinh. Nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn bắt đầu đợt trùng tu kéo dài 2 năm. NASA lên kế hoạch đánh chặn thiên thạch sắp tiến gần trái đất. Hàn Quốc họp khẩn vụ Triều Tiên phóng tên lửa. Nhật Trung tranh cãi về vi phạm lãnh hải ở eo biển Tsugaru. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem đề nghị chính phủ đứng ra trả nợ thay cho Đạm Ninh Bình khoản vay 125 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng China Eastern Bank của Trung Quốc, còn Vinachem chỉ trả lãi và phí. Mặc dù có thể cân đối được tài chính và dòng tiền để trả khoản nợ vay từ ngân hàng China Eastern Bank của Trung Quốc, nhưng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng như Đạm Ninh Bình đều kiến nghị chính phủ trả nợ thay, trong khi không đưa ra được phương án để tái cơ cấu hoạt động cho hiệu quả. Theo các thông tin, khoản vay để đầu tư dự án Đạm Ninh Bình trị giá 250 triệu đô la Mỹ trong thời hạn 15 năm. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, công lập và mức học phí đối với trường trung cấp kinh tế kỹ thuật năm học 2017-2018. Theo nghị quyết, mức học phí các trường mầm non và phổ thông công lập của Hà Nội sẽ tăng từ 37,5% đến 40% trong năm học 2017-2018. Cụ thể, mức học phí của giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ được điều chỉnh tăng ở cả 3 khu vực gồm thành thị, nông thôn, miền núi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, một phần số tiền thu từ việc tăng học phí là để thực hiện cải cách tiền lương của giáo viên theo quy định. Sáng ngày 4 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp công bố thông tin kết quả kiểm tra vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình Đồng Tháp Phạm Văn Nông bổ nhiệm con trai là Phạm Trung Hiếu bị bệnh động kinh làm pháp khoa chẩn đoán hình ảnh xét nghiệm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu kiểm tra xác minh kết quả là việc bổ nhiệm ông Phạm Trung Hiếu giữ chức vụ kể trên là chưa đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, ông Hiếu được bổ nhiệm khi đang trong thời gian tập sự và không có giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình hủy quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trung Hiếu. Sáng ngày 4 tháng 7, nhà thờ Đức Bà ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu được dựng rào chắn và hạn chế du khách tham quan để phục vụ việc trùng tu. Công trình sẽ kéo dài trong 2 năm. Theo linh mục Hồ Văn Xuân, tổng đại diện giáo phận Sài Gòn, trưởng ban trùng tu, việc trùng tu dự kiến kéo dài khoảng 2 năm với các hạng mục lớn, tốn nhiều thời gian như lợp mái ngói, tu sửa hai tháp chuông. Việc trùng tu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019 hoặc tháng 6 năm 2020. Trong thời gian thi công, các thánh lễ vẫn diễn ra bình thường hàng tuần, nhưng khách không được vào tham quan. NASA công bố dự án tưởng chừng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng hôm 30 tháng 6 với kỳ vọng tránh cho nhân loại khỏi những thảm họa chết chóc do va chạm với thiên thạch. Dự án hợp tác giữa NASA và cơ quan nghiên cứu vật lý ứng dụng John Hopkins có tên DART sẽ thay đổi quỹ đạo của thiên thạch tiểu hành tinh có quỹ đạo bay gần với trái đất. Đây là dự án đầu tiên áp dụng kỹ thuật tác động động học nhân tạo của NASA. Nếu thành công, dự án sẽ mở ra khả năng đánh chặn các thiên thạch có nguy cơ va chạm với địa cầu trong tương lai. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào sáng ngày 4 tháng 7, ngay sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía Nhật Bản. Cuộc họp bắt đầu vào lúc 11:30 theo giờ địa phương nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng phòng thủ trước khả năng Triều Tiên tiếp tục có những động thái khiêu khích. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Nhà Xanh cho biết, cuộc họp của Ủy ban sẽ được chủ trì bởi Chung Un-yong, cố vấn an ninh hàng đầu của ông Moon, đồng thời là trưởng văn phòng an ninh quốc gia. Tsugaru là eo biển nằm giữa đảo Honshu và Hokkaido ở phía bắc Nhật Bản, nối liền vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản với Thái Bình Dương. Vào ngày 3 tháng 7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố trên website chính thức eo Tsugaru là eo biển không có lãnh hải và vì vậy các tàu quốc tế như tàu hải quân có quyền lưu thông. Phía Bắc Kinh cho rằng hoạt động của tàu chiến Trung Quốc tại đây tuân theo các luật quốc tế và cáo buộc Nhật Bản có động cơ ngầm khi muốn làm to chuyện này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu hải quân Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải 12 hải lý của nước này khi đi qua eo biển trên vào ngày 2 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, những nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tối ngày 4 tháng 7 năm 2017 của kênh truyền hình VTUB. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.